Cứ đến trước thềm năm học mới là câu chuyện về sách giáo khoa lại gây xôn xao dư luận. Giá sách cao do có nhiều đầu sách bia kèm lạc hay là việc lãng phí do không thể tái sử dụng sách gây áp lực lớn lên nhiều gia đình. Đây cũng là vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ danh mục dai dằng dặc các đầu sách mà nhà trường yêu cầu mua cho năm học mới. Tổng chi phí sách rất cao, có bộ sách gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ có số ít là sách giáo khoa, phần nhiều là vở bài tập. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường. Nếu chúng ta mà cực đoan quá cái việc quản lý này thì cũng không được. Cũng phải có sách để tham khảo. Nhưng vấn đề là mình để làm sao đó cái sách đấy là cái công cụ để học sinh tham khảo, nâng cao kiến thức, chứ không phải là cái môi trường để kinh doanh. Thì có cái hiện tượng là các cái cơ sở giáo dục, các cái cấp quản lý giáo dục cũng có thể là giới thiệu các cái nhà sách đến để mà là cung cấp cái hàng hóa là sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cái cơ sở giáo dục ấy. Thì nó phải khách quan, nó phải công bằng và cạnh tranh bình đẳng trên cơ sở cái lợi ích của người học. Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này gây sóng mà cứ đến hẹn lại lên. Dù vậy thì vẫn chưa có giải pháp triệt để. Quan trọng là cái nội dung chất lượng bên trong cái chương trình sửa sách nó như thế nào. Bởi vì như vậy thì nó vừa đảm bảo cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa mà không có điều kiện kinh tế thì phụ huynh vẫn có thể mua sách cho con để đảm bảo học được. Chứ còn như hiện nay thì một số sách là cái giá thành nó cao cho nên là nhiều phụ huynh là không có đủ điều kiện để mua sách cho con. Chỉ tối thiểu được những cái sách cơ bản thôi, còn những cái sách mà nâng cao hoặc là tham khảo thêm cho các con là phụ huynh không đáp ứng được. Thực hiện chương trình mới, các nhà trường được tự chọn sử dụng sách giáo khoa khác nhau. Vì vậy, việc sử dụng lại sách từ anh chị em cũng gặp khó khăn. Bài toán lãng phí từ sách giáo khoa lại càng nan giải.